Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tại nhà vườn Ngọc Phan đang có 3 bông mỹ nhân nở. Đó là rất là đẹp. Hôm nay tại nhà vườn Ngọc Phan có 3 bông mỹ nhân nở, nó rất là đẹp. Phải nói rằng là mình cũng chụp rất nhiều, nhưng hôm nay mình thấy là 3 bông hoa này rất là chuẩn. Khuôn bông đầy đặn, rất là đẹp. Đây là toàn cảnh giò mỹ nhân của đồng chí Ngọc Phan. Hôm nay rất là nhiều người đến cùng trình luận. Các bạn chơi lan, những người đam mê cùng đến và thưởng hoa. Đấy, có anh chàng còn đang ngửi. Đang ngửi. Đây gọi là thưởng hoa. Đẹp hết. Ngay tại giờ này. Bây giờ là 11 giờ chưa? Bây giờ là 10 giờ 24 ạ. À, 10 giờ 24. Ngay tại giờ này là 10 giờ 24. Đang chờ nắng. Anh em chúng tôi đang chờ nắng. Nên thể là quay lại cái hình ảnh này, bởi vì chẳng mấy khi có những cái bông hoa nó đẹp như này. Còn bên cạnh này có một anh chàng HO cũng đang bung lụa. À, rất đẹp. Quá đẹp luôn. À, đây là một cây siêu nông nghiệp các bạn ạ. Sở dĩ là mang ra đây để lấy cái nền lúa, bởi vì đây là một trong những cây siêu nông nghiệp. Đây là một cái mô hình kinh tế rất là đẳng cấp. Ok, nhìn, xin mời các bạn chiêm ngưỡng thật gần nhé. Các góc nhé. Bắt đầu 12 hết. Ok, trên xuống nhá. Một giò mỹ nhân cực khỏe. Rất nhiều mầm. À, cánh rất hồng, rất đẹp. Xa xa kia là dãy núi Đù. Sở dĩ là ở đây hoa nó màu sắc nó thắm bởi vì là nó mang được cái hương núi, hương đất của quê hương Nga Hoàng. Đấy, cho nên là cái bông hoa nó rất thắm. Ừ.